Em xin chào cả nhà yêu Lan nha. Hôm nay em mới sẽ có một siêu phẩm và em mới sẽ khoe với cả nhà mình cùng ngắm. Thì cái này là mã B4 cả nhà ơi. B4 này nhà em mới sổ được. Mã B4 này cả nhà mới sổ được nha. Cái này thì em chỉ chia được hướng 2 lá thôi, còn cái phần đuôi em giữ là em làm giống, tại vì nguyên chậu có 4 lá cả nhà. Thì ai mà sở hữu được cái chậu này thì dạng như là độc quyền luôn cả nhà nha. B4 này em chia sẻ với cả nhà hướng 2 lá thôi. Cả nhà nào cần biết giá, nó rất là xinh bông nè cả nhà. Đợt trước nè, nó có cái nụ mà nó bị hư á, cho nên là không thấy được mặt bông. Thì đợt này nó ra là nụ quá là ok luôn cả nhà. Nhìn cái cây nó ít lá như vậy thôi, nhưng mà nó quá là xuất sắc luôn cả nhà ơi. Màu đỏ rất là đẹp luôn nha. B4 này em sẽ chia sẻ với cả nhà hướng 2 lá là 1 triệu. Cả nhà yêu thích mã B4 này, em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. B4 này rất là đẹp cả nhà. Coi như là nếu mà ai mà lấy cái này thì chỉ có người đó có và em có thôi. Tại vì thật sự mà nói là nó mới sổ ra thôi cả nhà nha. Còn nhiều thì chắc chưa có đâu. Những cái phần đuôi này nó còn mắc hết cả nhà ơi. Em xin phép em để lại một số em nhân giống. Đó, cánh rất là dày luôn. Cánh cực kỳ dày và cực kỳ thơm nè. Cả nhà thấy không? Mặt bông của nó nè. Quá là xuất sắc luôn. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà nha. Đây là cái mã B4. Cả nhà thấy không? Siêu cưng luôn. Quá cưng luôn, cưng quá xá luôn cả nhà ơi. Đẹp quá thì thôi. Mê quá, sổ ra được một cây như vậy rất là mừng cả nhà. Mừng không phải là mình bán có giống đâu, nhưng mà mừng là vì mình sổ được một cây cực kỳ đẹp. Thì mình đã có giống, chứ không phải là mừng là kiểu như là mình bán được ở 2 lá 1 triệu. Không có đâu cả nhà, tại vì mình được một cái giống mới rất là đẹp luôn, B4. Anh chị nào yêu thích B4 em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Đây, hàng hiếm nha cả nhà ơi. Đó, đó, hàng hiếm. Rất là đẹp luôn cả nhà. Cây này nó sẽ rất là đẹp luôn. Đó, siêu cưng luôn cả nhà ơi. Thích quá, cánh chồng nè, lưỡi đỏ nè, rất là đẹp. Đẹp lắm cả nhà. Rồi em treo ở đây. Hôm nay em có một cái hướng Akiku. Akiku này thì cả nhà biết sao không? Akiku này nó sẽ rất là xiên bông nha cả nhà. Akiku này là một chậu 10 thân là bông hết 9 thân. Nè, đang có một chùm nụ. Cái này thì em cũng mới chia được một cái chú lớn tuổi ở Sài Gòn. Chú đã 70 mấy tuổi rồi. Trời, em năn nỉ dữ lắm, em mua chứ gì đồ có cả nhà. Akiku là một cái dòng cánh sáp đã từ rất là lâu rồi. Thâm niên của nó là phải vài chục năm rồi cả nhà. Đây, cả nhà có thể quan sát. Hôm nay em quay cho cả nhà xem. Ai có nhu cầu thì mình cứ inbox em ra để mình hỏi nha. Đây, tất cả gì đều có cuốn hoa nha cả nhà. Thân nào cũng có cuốn hoa hết trơn á. Nè, cả nhà thấy không? Đó, cái bất cứ cái thân nào cũng có cuốn hoa hết cả nhà ơi. 10 thân là hoa hết 9 thân mà cả nhà. Cây này trồng một lá cũng hoa. Đây có một chùm nụ. Nhưng mà cái nụ này nó nở đạt hay không thì em không biết nha cả nhà ơi. Thường thường nó sẽ ra chùm chùm như thế này nè. Đây, cái này thì chắc chia được hướng 3 lá thôi cả nhà ơi, chứ không có nhiều đâu. Akiku này ai thích lấy giống thì em sẽ chia hướng 3 lá, rất là đẹp nha cả nhà. Em cho cả nhà xem mặt bông Akiku nè. Nó nở dữ lắm, trời ơi cái này là em tiếc lắm, thích mê lâu từ lâu lắm rồi cả nhà. Em mê đã từ rất là lâu rồi mà không có hàng. Trên này là em năn nỉ chú kia dữ lắm đó. Chia mà còn chia lại mắc nữa chứ không phải là rẻ nha cả nhà. Thì ai mà lấy thì em sẽ chia sẻ cả nhà mình cùng chơi hướng 3 lá đang có nụ nè. Cả nhà muốn về cả nhà test bông, test hoa gì thì cả nhà cứ về cả nhà test nha. Đó, thì cả nhà cứ về cả nhà test giùm em. Hướng 3 lá này đang đi hướng chữ T luôn á. Anh chị nào yêu thích thì inbox em báo giá này. Cái này nó sẽ tầm... 3 lá này nó sẽ tầm 600-800 á cả nhà. Tại vì Akiku này là cây xưa rồi. Mặc dù mini nhưng mà nó rất là xưa rồi cả nhà nha. Em báo giá khoảng trên đây là nó sẽ tầm 600-800. Cả nhà yêu thích em mời cả nhà mình cùng chốt đơn nha. Akiku cả nhà nha. Đây là Akiku. Hôm nay em có một cái cây này để chia sẻ cho cả nhà nè. Hôm nay em sẽ có một cái cây này. Cả nhà yêu thích thì mình cùng chốt đơn nè. Và cái cây này thì nó sẽ bị lỗi một tí xíu nha cả nhà. Riêng cái cây này thì nó sẽ bị lỗi một tí xíu, cho nên em sẽ báo rõ trên đây luôn là nó lỗi cái gì. Và nó sẽ lỗi là cái gì luôn. Cả nhà chú ý kỹ giùm em nha. Và cây nào lỗi là em sẽ báo với cả nhà. Đây em có một cái cây này nè cả nhà ơi. Không, cây này không có lỗi rồi. Màu cam lưỡi đỏ cả nhà nha. Cây này là 24k Lai Tân Thị nha cả nhà. 24k Lai Tân Thị.
Ô, bán cái chậu này tiếc quá cả nhà ơi, em bán cái chậu này em rất là tiếc luôn. 24K Lê Tân Thị em bán hướng hướng hai lá cả nhà nha, hướng ba lá này. Trời ơi, cái này nó sinh đôi nè cả nhà. Nè, em bán hướng ba lá này. Một nè, hai nè, ba, em giữ lại một lá đầu, em sẽ giữ lại một lá đầu. Cả nhà yêu thích thì em mời cả nhà mình cùng yêu nha. Cái này em sẽ bán là 1 triệu hướng ba lá màu cam, rất là đẹp nha cả nhà. Cây này là cam lưỡi đỏ, anh chị nào thích sưu tầm những cái cây này thì mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Màu cam lưỡi đỏ đó cả nhà, rất là đẹp, đẹp quá cả nhà ơi, cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn. Không biết chia sao cho cả nhà mình cùng chơi nữa. Đó, đây là màu cam lưỡi đỏ, em có cái mã này nữa nè. Mã này đâu rồi ta? 351 bướm. Hôm bữa ai hỏi em 351 bướm mà do em bận công việc quá. Em có cái cây 351 bướm đâu. 351 bướm nha cả nhà ơi. Đây là mặt bông 351 bướm. Chậu tác phẩm này em quay cho cả nhà mình cùng xem. Toàn là chậu tác phẩm thôi cả nhà ơi. Trời ơi, nè, cái này em mới chia đồ của người ta đó cả nhà. Chứ nhà em thì bên bán banh chành hết rồi. Nói chứ ai mà thích cái dòng này thì cả nhà cứ inbox em bán 500 ngàn hướng hai lá nha cả nhà. Cứ đếm lá mà em cắt cho cả nhà thôi, cứ 500 ngàn hướng hai lá nè. Ví dụ như cái chậu này thì em sẽ cắt hai lá này, hai lá đầu. 500 ngàn nó sẽ là hai lá đầu cả nhà. Còn ai muốn chơi chậu tác phẩm thì nguyên một chậu này thì nó sẽ tầm hơn 1 triệu thôi cả nhà. Nguyên một chậu này nó sẽ tầm hơn 1 triệu đó. Cả nhà cứ tính đi, hướng hai lá. Hai lá có nghĩa là về nếu như mà cả nhà muốn bán thì cả nhà chỉ cần cắt hướng hai lá bán 500. Hướng hai lá bán 500 là cả nhà sẽ lấy lại được 1 triệu, đúng không? 1 triệu cả nhà cắt bên đây hai lá là 1 triệu rưỡi, là cả nhà sẽ lấy được 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi thì cái phần trong bên này, tất cả những cái phần bên này nó sẽ là phần dư hết. Em nói đơn giản vậy thôi và ngay cả em cũng vậy. Hoặc là ai lấy nguyên một chậu thì giá nó sẽ rẻ hơn nha cả nhà. Ví dụ như mà nguyên một chậu thì nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ chậu này em bán 1 triệu rưỡi đi. Ví dụ em đang ví dụ nha, 1 triệu này em bán 1 triệu rưỡi. Cả nhà chỉ cắt chậu này hiện tại nó đang đi ba hướng, cả nhà chỉ cần bắt cắt ba hướng đầu là cả nhà sẽ bán lấy được 1,5 triệu, còn cái phần giữa là cả nhà sẽ lời. Cái đó là em ví dụ nha. Một cái chậu này nó rất là nhiều nha cả nhà, cái chậu này nó cũng vậy, chậu này cũng đang đi ba hướng luôn, một chậu này cũng sẽ tầm 1 triệu, 1,5 triệu nè, rất là đẹp luôn. Nhưng mà em thích bán hướng hơn cả nhà ơi, tại vì em thích là để còn phần gốc em nhân giống á. Còn ai mà thích chơi chậu to thì em mời cả nhà cứ inbox cho em, chậu to thì sẽ có giá của chậu to cả nhà, còn chậu nhỏ thì nó sẽ có giá của chậu nhỏ. Rồi, anh chị nào yêu thích thì em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Em sẽ làm video tới đây thôi nha cả nhà ơi. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Bye bye cả nhà nha.